mình mới đo cái cây này á là 4m20, thì mình sẽ lấy khoảng cách tầm cỡ 15 đến 20 mét nha mấy bạn. Rồi sẽ bắn vô mấy cái chai này nha. Đó. Ok, phát súng đầu tiên nha mấy bạn. Kia đâu mà nắm chém xẹo. Ý. Nãy giờ giỡn thôi. Nó trúng bạn ơi. Nãy giờ giỡn thôi. Thu. Phải đi ngủ. Quên. Thu. Phải đi ngủ. Tình hình là mình với con hào bắn xong nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn coi thành quả nha. Quá đơn giản đi. Đây nha. Đó. Mình có lót cái như này. Nên miệng nó cũng văng vô ở đây nha các bạn. Nó có gian ra ngoài nữa nè các bạn, thấy không? Như các bạn cái trò này nó có miễn các bạn chơi nguy hiểm lắm nha. Đó, lụm bỏ vô. Nói chung trò này mấy bạn chơi rất là nguy hiểm nha. Mấy bạn kiếm gì lót ở dưới không thôi, mấy bạn không có lụm vô kỹ á, rồi đạp thì chảy máu đó, nữa. Mấy bạn nếu mà thấy clip này hay á, mấy bạn like, share, đăng ký kênh ủng hộ giúp hai đứa mình nha. Còn giờ thì bye bye. Bye bye các bạn. Bye bye người.